chín ngàn năm trước phóng tịnh quang minh tên là nhất thiết chúng sinh ly cấu đăng nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì đắc được mắt thanh tịnh thấy tất cả sắc biết chín ngàn năm sau phật sẽ xuất hiện Tám ngàn năm trước, phóng đại quang minh tên là nhất thiết chúng sinh nghiệp quả âm. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó, thì đều biết được các nghiệp quả báo của mình, biết tám ngàn năm sau, Phật sẽ xuất hiện. Bảy ngàn năm trước, phóng đại quang minh tên là sinh nhất thiết thiện căn âm. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì tất cả các căn đều được viên mãn, biết bảy ngàn năm sau Phật sẽ xuất hiện. 6.000 năm trước, phóng đại quang minh, tên là Phật bất tư nghỉ cảnh giới âm. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì tâm họ rộng lớn khắp được tự tại. Biết 6.000 năm sau, Phật sẽ xuất hiện. 5.000 năm trước, phóng đại quang minh, tên là nghiêm tịnh tất cả cõi Phật âm. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì đều thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh. Biết 5.000 năm sau, Phật sẽ xuất hiện. 4.000 năm trước, phóng đại quang minh tên là Nhất Thiết Như Lai cảnh giới vô sai biệt Đăng. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó, thì đều có thể đến hầu hạ tất cả chư Phật. Biết 4.000 năm sau Phật sẽ xuất hiện. 3.000 năm trước, phóng đại quang minh tên là Tam Thế Minh Đăng. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó, thì đều hiện thấy được các biển bổn sự của tất cả Như Lai. Biết 3.000 năm sau Phật sẽ xuất hiện hai ngàn năm trước phóng đại quang minh tên là như lai ly ế trí huệ đăng nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì liền được phổ nhãn thấy thần biến của tất cả như lai cõi nước của tất cả chư phật tất cả thế giới chúng sinh biết hai ngàn năm sau phật sẽ xuất hiện một ngàn năm trước phóng đại quang minh tên là khiến tất cả chúng sinh thấy phật tập các căn lành nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì liền được thành tựu thấy phật tam muội biết một ngàn năm sau phật sẽ xuất hiện kế đó bảy ngày trước phóng đại quang minh tên là nhất thiết chúng sinh hoan hỉ âm nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó thì thấy được khắp chư phật sinh đại hoan hỉ biết bảy ngày sau phật sẽ xuất hiện qua bảy ngày sau tất cả thế giới đều chấn động thuần tịnh không nhiễm niệm niệm khắp hiện tất cả cõi phật thanh tịnh trong mười phương cũng hiện đủ thứ sự trang nghiêm của các cõi đó nếu có chúng sinh nào căn tánh thành thục đáng được gặp phật thì đều đi đến đạo tràng